Xin chào các bạn, bây giờ là khoảng gần 12 giờ đêm và mình đang đi test cái bộ đèn cho anh em xem thử là anh em có nên trang bị cái đôi bi gầm cho chiếc xe của mình không. Và trên cái chiếc xe này thì như mọi người nhìn đây, ở đây này, đây là đèn nguyên bản của chiếc xe đó. Đây là mình khi mà mình pha lên này thì ánh sáng nó cơ bản là nó gọi là đủ dùng nếu như mà đèn đường nó có được ánh sáng, còn trong những cái môi trường thiếu sáng này thì nó sẽ chưa đảm bảo lắm. Và sau khi mình bật cái đôi bi gầm lên nhá, đó thì ánh sáng nó sẽ sáng gấp khoảng tầm 4 lần đến 5 lần. Còn khi mà mình pha lên này, đó thì chúng ta đi chúng ta nhìn được rất là xa luôn. Đặc biệt là khi mà chúng ta đi cao tốc và chúng ta pha lên như này, đó thì giúp chúng ta đi được rất là nhanh. Hoặc là trong trường hợp mà những cái xe đi ngược chiều ấy, chúng ta chỉ việc là đá pha thì những xe đấy nó sẽ xuống như chúng ta. Đó, bây giờ mình sẽ test quay lại một chút cho anh em xem. Đây các bạn nhìn thấy này, khi mà chúng ta pha lên đó thì sẽ thấy rõ được cả hai cái hàng cây ở hai bên đường luôn. Đó, đặc biệt là tâm ở giữa đường nó sẽ rất là giọt. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt cái đèn gầm đi khi mà chúng ta pha lên. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là một cái ánh sáng nó chỉ nhờ nhờ ở đằng xa thôi, sẽ không đảm bảo chúng ta đi được những cái tốc độ khoảng tầm 50 đến tầm 80. Đấy thì lúc đấy 80 đến 90 là bắt đầu anh em yếu dần rồi. Và khi mà chúng ta bật lên này thì 80 đến 100 cây thì vẫn cực kỳ ok. Và với cái dòng bi gầm này ấy, mình thấy có cái điều hay, đó là nó có cả ba cái chế độ màu. Đây là ánh sáng 3000K. Đây, cái ánh sáng này thì các bạn nhìn thấy là màu vàng chanh 3000 thì giúp cho chúng ta đi được những cái môi trường kiểu như khi mà chúng ta lên đến những cái vùng sương mù. Đấy, sương mù nhẹ hoặc là sương mù khá là nặng thì với cái ánh 3000K này nó sẽ phá được cái màu trắng của sương. Rồi và khi mà các bạn nhìn thấy pha này thì cả cái vùng trời xung quanh nó tạo cho mình một cái màu vàng. Đó, và mình sẽ tắt cái bi gầm này đi, mình lại bật lại. Thì đây là chế độ mà 4300K. Đây là cái ánh sáng mà giúp cho chúng ta đi trời mưa rất là tốt. Nhưng cái điều đặc biệt hay, đó các bạn nhìn thấy không? Khi mà mình pha lên này, đấy, thì ánh sáng nó là 3000K kết hợp với cả cốt 4300 thì giúp cho chúng ta đi những cái môi trường mà mưa, gió rất là đảm bảo luôn. Đó, thì các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta đá pha lên này, đó, đi sẽ rất là an toàn luôn. Và một cái điều hay của cái dòng bi gầm này đó là với cái thiết kế nó là hình tròn và có hai kích thước, đó là 2 inch và 3 inch. Đó thì tùy vào cái hốc đèn của mọi người mà mọi người có thể lắp được cho chiếc xe của mình. Ví dụ trên chiếc xe này mình đang sử dụng là 3 inch, nhưng đối với những dòng xe mà đời 2022 thì thiết kế của cái đèn gầm nó khá là nhỏ, do vậy mà anh em có thể lắp cái dòng 2 inch cũng cực kỳ là ok luôn. Ra ở đây một chút thì với cái ánh đèn đường nó có một chút rồi, bây giờ mình tắt đi này. Đấy các bạn nhìn thấy không, đây là đèn nguyên bản của xe này, nó rất là tối. Và những cái xe đầu kia đấy nó pha này, thì ví dụ như chúng ta bật bi gầm lên, đấy nó bao quát đường, và khi mà chúng ta đá pha thì xe đối diện nó sẽ bị chói. Cũng như là nếu mà họ pha mình thì mình pha lại thì bắt buộc là người ta sẽ phải xuống ngay lập tức, bởi vì cái ánh đèn của cái bi gầm này nó với cường độ nó khá là cao, và khi mà pha lên ấy, thì nó sẽ làm chói cho người đối diện. Đây là cung đường mà có một chút đèn đường nho nhỏ, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, với cái ánh đèn led nguyên bản thì cũng không thể nào mà đủ sáng được. Do vậy có cái bi gầm lên thì giúp cho cái mắt chúng ta nó không bị hoạt động đến mức cao nhất. Và với cái mức giá của dòng bi gầm này thì cũng vô cùng là hợp lý. Đó là với cái dòng Vision V6 thì đang được sale với mức giá là 3,9 triệu. Mức giá niêm yết đang trước đấy đang bán hơn 4 triệu và niêm yết là 5 triệu. Thì mình nghĩ đây là một cái đầu tư vô cùng hợp lý khi mà đèn vừa có ánh đèn cốt này, vừa có ánh đèn pha giúp cho chúng ta lái xe rất là an toàn. Và đây là một đoạn mình test nữa này. Đây là đèn cốt nguyên bản của xe. Đây là cái đèn pha này, khi mà chúng ta pha lên này, các bạn nhìn thấy không? Rất là giọt, chiếu rất là xa luôn.
đặc biệt ấy, đó là cái chế độ 4.3. Đây, mình tắt đi bật lại này. Đây là 4.3 và khi mà pha lên đó ánh sáng vàng thì với những cái môi trường này thì chúng ta sẽ đi được rất là tốt, ví dụ như là mưa gió nhẹ nhàng, cũng như là những cái khúc mà thời tiết nó khắc nghiệt một chút thì đi với cái chế độ 4.3 cộng với 3.000K thì nó về khoảng mức tầm 3.800. Thì mình nghĩ là với một cái đôi bi gầm mà nó có đủ các cái gam màu này sẽ giúp chúng ta lái xe rất là tốt. Và nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ cho anh em Trung Ô Tô. Thì hiện tại mình có là bi gầm 2.0 inch, 3.0 inch. Và tiếp đến là nó có một cái dòng là Vision V8 phiên bản cao cấp hơn một chút nữa. Đấy thì tùy vào nhu cầu cũng như là tầm tiền của mọi người mà mọi người có thể trang bị cho chiếc xe của mình trở nên sáng hơn, lái xe được an toàn hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye. Thank you.